Chào tất cả quý khán giả và các bạn đang theo dõi chương trình đài phát thanh KBC Hải Ngoại được phát thanh từ thủ đô người Việt Hải Ngoại. Chúng tôi không dùng chữ tị nạn bởi vì đây là thủ đô này của chung của tất cả những người Việt Hải Ngoại chứ không phải riêng gì của một nhóm nào, phe nào. Vâng, kính thưa quý khán giả, và chương trình ngày hôm qua đã được rất nhiều khích lệ. Có một số bạn có hỏi chúng tôi là bây giờ đi mua cái quyển sách ở đâu. Vâng, thưa thì cái quyển sách này, thưa quý vị, có thể vào bất cứ tiệm sách nào bởi vì nó phát hành từ nhà xuất bản Sự Thật và được bán trong tất cả từ năm 1990, thì bây giờ không biết nó còn hay không. Nhưng mà nếu quý vị không mua được thì quý vị sẽ có dịp nghe trên KBC Hải Ngoại. Chúng tôi hy vọng rằng là nội trong ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt, nghĩa là không có qua cái tuần tới, là cái quyển sách này sẽ được đọc hết. Quý vị có thể theo dõi, sau đó thì chúng tôi sẽ đọc cái cuốn mà Khi Đồng Minh Tháo Chạy. Hôm nay là chúng ta vẫn là ngày ở trong tháng 4, Việt Nam là 21 tháng 4, ở Mỹ là chúng tôi mới 20 tháng 4. Thì ngày mai ở cộng đồng sẽ có một buổi biểu tình 21 tháng 4. Thì chúng tôi, quý vị nào mà theo dõi trong cái chương trình mà trực tiếp này đó, tức là live stream, thì quý vị sẽ được nghe những lời bình luận. Nhưng mà khi chúng tôi đưa vào trong cái chủ đề là 55 ngày sự sụp đổ của miền Nam, chúng tôi dùng chữ sụp đổ để nó không có nặng nề như như nhiều những người khác dùng chữ the fall là sự sụp đổ của một chế độ. Thì vâng, ngày Phú Giáng ngày mai sẽ biểu tình chống Việt Face, mà chúng tôi không biết là kỳ này sẽ được bao nhiêu người và sẽ chia làm 5 phe 7 phái này kia mà sẽ chống. Chắc chắn là có sự chống Bùi Phát và ông Tyler Diệp, còn chống ông Thúy Nga Paris của Việt Face thì chúng tôi chưa biết là sẽ chống hay không. Cái chủ đề thì họ chống Việt Face, nhưng mà trong ẩn ý bên trong là sẽ chống Bùi Phát và chống ông Tyler Diệp. Cái cuộc chiến ra là từ một cái bài báo của báo Nhân Dân viết về một cái chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long đã gây ra một cái sự tan vỡ thành từng mảnh của cộng đồng Việt Nam. Cái tội này tội rất lớn của tờ báo Nhân Dân trong nước, bởi vì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rồi, đừng nghe những gì người Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì người Cộng sản làm. Thế bây giờ người ta vừa đưa ra một tờ báo, thế là ông Phan Kỳ Nhơn chụp vào đi biểu tình. Nó ghiền biểu tình đến nỗi mà bây giờ không biết có một cái lý do gì để biểu tình nữa. Biểu tình chống ai, làm cái gì? Đấy, thành ra bây giờ đó, thì lấy cái tờ báo của quân đội Nhân Dân, tờ báo của Nhân Dân trong nước, và gây ra một cuộc sóng gió. Thật ra chưa thì chúng tôi không có muốn tạo một cái sự gọi là hỗn loạn, và mình muốn là cái vở kịch nó được diễn ra rất là đầy đủ. Thí dụ như là tuần lần trước á, thì ông Ngô Kỷ ra cái là cũng có gây lộn. Thế rồi bà Dina Nguyễn ra, luật sư Dina Nguyễn ra cũng có sự gây lộn. Thì phố Bôn Sa TV ra thì không có sao hết. Nhưng mà Nguyễn Phương Hùng ra là chắc chắn là có chuyện. Bảo đảm sẽ có chuyện, giống như là Lê Vũ với Diêm Du này, vừa xuất hiện ra cái là chúng nó rượt, nó đánh liền. Nó giống như là cái đóm Red Bull ở trong nước, nó tự nó cho một cái quyền. Thật sự rằng Lê Vũ mà với Diêm Du không đi thưa là tụi nó cũng chết. Như là nhà báo Nguyễn Phương Hùng, thưa một cái là bây giờ anh treo một cái bản án 3 năm. Nhưng mà dù sao đó đi nữa, là ai thích Ngô Kỷ hay không thích Ngô Kỷ, thì trong cái vụ nói chuyện ngày hôm tuần trước của Ngô Kỷ với lại Nửa Vòng Trái Đất, cái chương trình mới ra là Nửa Vòng Trái Đất truyền hình,
họ đã phát lên, và cái lời nói của Ngô Kỷ hoàn toàn khác với những cái lời nói của Ngô Kỷ ở trong phố Buôn Ra TV. Một Ngô Kỷ của nửa vòng trái đất lịch sự đàng hoàng, chứ không phải là ba đá như là Ngô Kỷ ở trong phố Buôn Ra TV. Những ngôn ngữ mà Ngô Kỷ dùng trong phố Buôn Ra TV hoàn toàn không được dùng trong cái nửa vòng trái đất TV. Cái hay ở chỗ đó đấy. Và chúng ta phải khen Ngô Kỷ ở chỗ đó. Nghĩa là mình đi vào cái môi trường nào thì mình thích hợp với môi trường đó. Ngô Kỷ đi vào trong cái nửa vòng trái đất, có lẽ rằng đã có cái sự giao ước với nhau gì đó thì không biết. Ngô Kỷ nó ăn nói rất là lịch sự, thỉnh thoảng có những cái ngôn ngữ hơi nặng chút xíu, nhưng mà những ngôn ngữ đã chấp nhận, nó chứ không phải những ngôn ngữ vô văn hóa ở trong phố Buôn Ra TV. Kể cả những lời nói mà bây giờ Ngô Kỷ chửi bác Nguyễn Mạnh Cường hoàn toàn không nghe thấy ở trong cái chương trình nửa vòng trái đất TV. Thì cái buổi biểu tình đấy, đã nói lên cái điều năm kỳ này sẽ có một cái nữa, là cái cộng đồng nữa bẻ ra làm nữa, là ông Phan Kỳ Nhơn bị chính những người, một người mà gọi là rất là thân thiết với ông là bà Trần Thanh Hiền. Và chúng tôi cũng xin lặp lại cái lời nói kết luận ngày hôm qua về bà Trần Thanh Hiền. Mong rằng bà Trần Thanh Hiền sẽ tố cáo ông Du Miên, dù rằng ông Du Miên có xin lỗi hoặc không xin lỗi. Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn thấy trong video, bà Thanh Hiền hoàn toàn không có cầm bảng để chống ông Bùi Thế Phát. Cái điều đó ai cũng biết, công nhận bà Trần Thanh Hiền không cần ông Du Miên xin lỗi cái điều đó. Bởi vì đối với Du Miên không có gì là xin lỗi hết. Là một con người đã mộng du, tên Du Miên tức là mộng du, du là đi, miên là ngủ, mà đi ngủ tức là gì, là mộng du. Thì những cái người đó, đó thì đừng bao giờ hy vọng mà họ một lời xin lỗi, và họ không có liêm sỉ để mà xin lỗi. Thì bà Thanh Hiền, KBC Hải Ngoại sẽ dành cho bà một chương trình phỏng vấn nếu bà muốn. Vui lòng gọi điện thoại 714-469-3202. Chúng tôi sẽ tới phỏng vấn bà để cho bà nói lên những cái tâm tư và cái nguyện vọng của bà. Bà có những cái nỗi oan ức, oan ức từ cái vụ mà thành phố Garden Grove mà Bùi Thế Phát, mà chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, ngay từ lúc mà Bùi Thế Phát ra ứng cử, chưa đắc cử chúng tôi đã nói rồi. Và chúng tôi ra hội đồng thành phố, tức là ủy ban nhân dân của thành phố Garden Grove, chúng tôi đặt câu hỏi trước mặt Bùi Thế Phát mà Bùi Thế Phát không dám trả lời chúng tôi. Ông đội một lúc hai cái mũ, một cái mũ là cộng đồng Việt Nam Nam California, tức là cộng đồng người Việt quốc gia, và cái mũ kia là mũ nghị viên của thành phố Garden Grove. Thì trong trường hợp có những cái sự va chạm quyền lợi thì ông đứng ở về phía nào, ông đội cái mũ nào? Và ngày hôm nay câu trả lời đã có rồi. Ông đã đội cái mũ của thành phố Garden Grove khi thành phố nào chấp nhận cho một cái công ty ở Thượng Hải để mà mua miếng đất ở Garden Grove xây một cái khách sạn, mà trong tương lai khách sạn đó sẽ biến thành một cái sòng bài nữa. Thì bây giờ bà Thanh Hiền, bà có cái oan ức, bà lên trên đài Little Sài Gòn TV, bà lên những cái đài văn hóa nhân bản Lạc Việt này kia, thế xong rồi bà lên. Bây giờ thì không có chỗ nào cho bà lên nữa. Chúng tôi dành cho bà Thanh Hiền một cái tiếng nói. KBC Hải Ngoại sẽ để cho bà trình bày những cái oan ức từ lúc đó. Ông Bùi Thế Phát đã vứt cái nón, đã vứt cái mũ của cộng đồng Việt Nam Nam California, tức là người Việt quốc gia của ông đi, để ông đội lên cái mũ cao bồi của Mỹ, thành phố Garden Grove. Bởi vì chúng tôi đã nói trong một cái hội luận, người ta hủy cái chuyến đi
mà cả cái cộng đồng này đó đã bị đánh lừa, người ta không đi Thượng Hải nữa, thế là hoan hô vỗ tay là ừ, phái đoàn không đi nữa, người ta không đi ký thỏa hiệp không có nghĩa rằng người ta bỏ cái chương trình đó. Người ta không ký ở Thượng Hải thì người ta ký ở Garango. Chỉ có một cái là cái công ty Thượng Hải đó đó, họ mời 7 người trong phái đoàn để đi qua bên đó để làm gì? Mang tiếng là gọi là ký kết. Nhưng mà đáng nhẽ ký là phải ký ở Garango chứ không phải ký ở bên Thượng Hải. Nhưng mà họ đã mua chuộc các ông nghị viên, ông giám đốc thành phố, ông thị trưởng thành phố, ông phó thị trưởng đi qua bên đó để du hí. Okay. Rõ ràng như vậy. Lẽ nhân viên đi qua những cái này ở khách sạn 5 sao, được ăn uống những cái nhà hàng sang trọng ở trên cái lầu 50, 60, đứng nhìn xuống bờ biển Trung Hoa. Và ngoài những cái đó thì có những cái gì nữa thì chúng tôi không biết, chúng tôi không dám nói. Thế mà họ phải hy sinh, họ bỏ đi. Cộng đồng vỗ tay ăn mừng, nó bỏ rồi. Đùng một cái, ngã ngửa ra thì đã xong rồi. Bởi vì nó không cần ký kết ở bên Thượng Hải thì nó ký kết ở bên Garden Grove. Bất cứ chỗ nào cũng ký được hết. Hai bên ngồi ký rồi có thừa phát lại chứng nhận, chữ ký là xong. Thành ra cái cộng đồng này đã nói rồi. Đấu tranh bao nhiêu năm rồi vẫn còn cứ ngu và ngu. Hôm qua chúng tôi đã nói rồi. Đấu chống chống cộng sản xong đi về Việt Nam chống cộng sản đi. Tại vì đi về Việt Nam chống cộng sản phải mua vé máy bay. Để xuống phi trường bị bắt hay bị đuổi ra. Mà không bị bắt, không bị đuổi ra thì có đứng dám đứng ở giữa cái Hồ Hoàn Kiếm cầm cờ vàng ba sọc đỏ không? Có dám đứng ở giữa chợ Bến Thành như là ao ước của ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, năm tới chúng ta sẽ cấm cái cờ vàng ba sọc đỏ này ở trên chợ Bến Thành. Cấm Dinh Độc Lập, cấm cái chợ Bến Thành. Thì quý vị thấy rằng á, thành ra bây giờ chống cộng sản khó quá rồi, mình quay lại mình chống nhau chắc ăn hơn. Thì bây giờ ông Phạm Kim Long, hôm qua chúng tôi gọi là ông Nguyễn Kim Long này, xin lỗi, ông Phạm Kim Long chống với lại ông Bùi Thế Phát, bởi vì ông Phạm Kim Long sẽ không đắc cử, nhưng mà ông Phạm Kim Long sẽ phá phiếu của ông Tyler Diệp. Mà phá phiếu Tyler Diệp tức là phá phiếu của là đi theo đúng cái con chính sách của Bùi Thế Phát rồi. Thế rồi ông Phạm Kim Long ít nhất ông cũng được từ 3.000 cho tới 5.000 lá phiếu. Chết ông Diệp Minh Trường luôn. Bởi vì ông Diệp Minh Trường là sống nhờ cái phiếu của cộng đồng và một số phiếu của người Mỹ. Rồi trở lại cái vấn đề này. Thì chống cộng sản khó quá. Ngày hôm qua, tuần vừa qua, ngày hôm Chủ nhật, Ban tù ca Xuân Điểm đã kỷ niệm 25 năm ban tù ca. Mà lúc trước chúng tôi đã nói với Xuân Điểm rồi, lúc mà chúng tôi còn quen men Xuân Điểm, chúng tôi hỏi mà anh lấy cái tên cái gì, nghe ghê quá, ban tù ca. Giờ này con đâu ở tù nữa. Mà khi mình tự mình nhận là mình tù ca là tức là mình không bao giờ mình ca tù được hết nữa. Bởi vì mình ca tù thì là mình vẫn còn bị tù. Bằng chứng là đó, anh mới kỷ niệm 25 năm thành lập ban tù ca Xuân Điểm. Cái Việt Nam Cộng Hòa nó chỉ có đệ nhất và đệ nhị nó chỉ có 20 năm mà đã sụp đổ rồi, thì ban tù ca giờ 25 năm làm được cái gì? Cái cộng đồng này 43 năm làm được cái gì? 43 năm là gấp đôi, gấp đôi của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị. 1.200.000 quân không làm gì được. Với 20 năm thì bây giờ đến 43 năm không làm gì được. Ban tù ca Xuân Điền chỉ có 25 năm cũng không làm gì được. Thì vâng,
cái tư cách của người Việt quốc gia hải ngoại như thế mà nói là cộng sản mọi rợ ít học cái thì họ vẫn nói như vậy. Họ nói là tôi đã bảo rằng các ông nói rằng người cộng sản là những người đi dép lâu đội nón tai bèo. Mà trong một bài viết của tôi đó, viết trên báo Lao Động và báo Nhân Dân, tôi mở đầu bằng hai câu thơ. Cộng đồng Việt Nam là một cái câu vè như thế này: nón tai bèo, đôi dép dâu dẫm nát đời trai trẻ, nón tai bèo che giấu nẻo tương lai. Có nghĩa rằng á, chê người cộng sản là như vậy. Tôi đã sửa lại câu đó. Đôi dép dâu dẫm nát đồi A1, đồi A1 đây tức là Điện Biên Phủ. Nón tai bèo kết nối thống nhất Bắc Nam. Tôi sửa lại câu đó. Và báo Lao Động, báo Nhân Dân và nhiều sở báo trong nước đã đăng cái bài viết đó. Khi tôi nói về cách mạng tháng 8, bài viết năm 2015. Bài viết của nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Gia Cát Tiên Sơn chi chào nhà báo, sao người Việt ta sống ở bên Mỹ ai cũng chống vậy? Thử hỏi nhà báo, giả sử người dân ta giao chính quyền cho họ rồi sẽ ra đây cái câu trả lời. Câu hỏi là câu trả lời rồi. Có ai mà ngu giao chính quyền cho họ không? Nhà báo đã kể một câu chuyện rồi. Trong một buổi đẹp trời, okay, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định rút lui. Chúng tôi đã chứng minh chúng tôi thống nhất đất nước, bây giờ chúng tôi trả lại. Chúng tôi điều hành đất nước 43 năm rồi, thôi đủ rồi. Quý vị, ở bên đó quý vị về đi. Bây giờ tất cả những ông già trẻ nhất là bây giờ cũng phải là 65 tuổi, đúng không? Thế như bây giờ leo lách tách lên máy bay đi về. Máy bay bay từ Los Angeles tới đài phi trường Đào Viên, tức là ở bên Đài Loan. Từ Đào Viên đi về trong Hà Nội. Khi mà đáp xuống phi trường Nội Bài, cửa phi cơ mở ra, không có ai xuống hết. Người ta đưa cái thang ra cũng không ai xuống. Nhà nước Việt Nam phải cử một toán cảnh sát cơ động chạy lên. Thì toán cảnh sát cơ động mới hỏi cô tiếp viên hàng không đứng run ở góc. Mọi người đâu hết rồi? Dạ thưa các bác, từ bên Los Angeles về tới Đào Viên các bác rất là vui, mở champagne ăn tiệc chúc mừng nhau. Nhưng mà từ phi trường Đào Viên đi về tới Hà Nội, các bác đã bắt đầu chia ghế. Người thì làm thủ tướng, người thì làm tổng bí thư, người thì làm đủ hết, tranh nhau. Người làm bộ trưởng là bất đồng ý kiến và các bác cái đánh nhau. Bây giờ thì chết hết à. Đánh nhau đến nỗi chết hết, không ai xuống hết. Thành ra đó, ai mà giao cho các ông đó, cũng giống như là cái bọn Red Bull ở trong nước. Bố ai mà dám giao cho các ông điều hành đất nước. Nguyễn Phương Hùng là cái con CC gì mà phải xin lỗi tướng Tuấn. Vâng, ông Phan Kỳ Nhân lớn tuổi hơn. Ông Phan Kỳ Nhân năm nay 78 tuổi. Nhưng mà người ta không phải là cái trí khôn, người ta đi theo cái tuổi. Chó ngu thì có mùa, nhưng mà người dại thì quanh năm. Đâu phải con chó nào nó cũng dễ, nó bị dại đâu, bị điên đâu, bị khùng đâu. Nhưng mà người thì quanh năm. 43 năm vẫn chưa mở mắt. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục cái chương trình ngày hôm qua. Cái phần này phần nói chuyện cho vui, cho quý khán giả, nó không nằm trong cái chương trình. Những người nào coi trực tiếp thì nghe được, còn những người nào mà vào YouTube thì chỉ được coi được cái phần